Hello, xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với video tiếp theo của mình Như vậy giải đấu VTV Cup cũng đã chuẩn bị khởi tranh Với đội tuyển bóng truyền quốc gia Việt Nam của chúng ta Vậy thì những gương mặt nào sẽ hy vọng được tỏa sáng trong giải đấu năm nay Ngày hôm nay Long Thể Thao xin giới thiệu tới tên toàn thể quý vị và các bạn ba gương mặt dự đoán sẽ là những cầu thủ được chờ đợi, được tỏa sáng Và được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại VTV Cup năm 2024 Trước khi đi vào những cầu thủ chi tiết Rất mong các bạn hãy để lại cho mình một lại like cũng như ấn đăng ký kênh nha Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều Cầu thủ đầu tiên mình muốn nói đến đó chính là cầu thủ Vi Thự Như Quỳnh sau khi được tạo điều kiện thi đấu ở giải giao hữu quốc tế Phúc 2024, chủ công Vi Thự Như Quỳnh đã được ban huấn luyện vào Nguyễn Tấn Kiệt sử dụng thường xuyên ở các trận đấu thuộc khuôn khổ giải đấu Civil League 2024. Cô gái này sở hữu sức bật và thể lực tốt nhờ những cú đập mạnh cô gái dân tộc Thái nhiều lần đã khiến hàng chắn cũng như hàng thủ của Thái Lan bất lực. Ở trạng 1, từ các tình huống dứt điểm uy lực, chủ công sinh năm 2002 đã ghi 18 điểm cho đội chủ nhà và cô cũng là một trong 10 vận động viên ghi nhiều điểm nhất ở trận đấu đầu tiên diễn ra tại Vinh Phúc. Trong khi đó, ở trạng 2 diễn ra trên đất Thái Lan, như Quỳnh chia sẻ nhiệm vụ ghi điểm trên hàng công cúng Bích Tuyền, danh hiệu chủ công xuất sắc nhất chặng 2 và nằm trong đội hình tiêu biểu của trận đấu này, đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực và tài năng của tay đập ở tuổi 22. Do có thế mạnh về việc tấn công, nhưng nữ vận động viên này cũng cần phải rèn luyện thêm khả năng phòng thủ và đỡ bước một. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng cho biết Như Quỳnh sẽ thay đổi về tư thế và cách tiếp cận bóng. Và VTV Cup 2024 cũng chính là cơ hội để vi thự Như Quỳnh tiếp tục thể hiện bản thân giúp tuyển bóng truyền nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi hậu của mình. Cầu thủ thứ hai đó chính là Nguyễn Thị Bích Tuyền. Hiện tại thì đối truyền Nguyễn Thị Bích Tuyền đang là đội trưởng của đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam. Tay đập quê Vĩnh Long cũng là trụ cột của đội tuyển đội quốc gia kể từ khi trở lại vào năm 2024 với một sải tay dài, tỷ lệ cơ thể chuẩn chiều cao 1m88, khả năng bật đà sấp xỉ 3m07, Bích Tuyền đã sở hữu một lối đáy mạnh mẽ, chấp nhoáng, những cú đập cắm sân được ví như là dội bon của cầu thủ này gần như đã khiến cho đối thủ không thể nào mà cảm phá được ở Civilic 2024, đối chuyển 24 tuổi là cầu thủ ghi điểm xuất sắc nhất của tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam. Cô giành danh hiệu đối chuyển xuất sắc nhất chặng một khi đã ghi tới 82 điểm sau 3 trận đấu. Bích Tuyền cũng đã chứng tỏ được vai trò đầu tàu của đội bóng truyền nữ Việt Nam khi luôn hô hào cổ vũ động viên tinh thần toàn đội ở những thời điểm khó khăn. Trong bối cảnh huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang thiếu đi chủ công Thanh Thúy, Bích Tuyền đang làm tốt vai trò của đội trưởng, vừa là cây ghi điểm số 1 cho đội, Tại VTV CUP 2024, chủ nhà Việt Nam chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Bích Tuyền cầm phải tỏa sáng để giúp Việt Nam bảo vệ được ngôi vương vô địch. Cầu thủ thứ ba mình muốn nhắc đến đó là cầu thủ trẻ mang tên Nguyễn Thị Trà My đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc ở mùa giải 2024. Với một màn thể hiện ấn tượng tại giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia, đối tuyển sinh năm 2004 liên tục được góp mặt trong danh sách đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế với chiều cao 1m81, bật đà 2m99, bật chắn 2m95, Nguyễn Thị Trà My đang sở hữu những cú đập vô cùng mạnh mẽ. Cô có thể tấn công tốt ở cả khu vực trên lưới cũng như sau khu vực 3m và đạt hiệu suất ghi điểm cực tốt. Đặc biệt, đối chuyển của đội VTV Bình Điền Long An luôn tạo ra nhiều điều bất ngờ khi ghi điểm bằng tay trái và tay thuận. Dù cô chỉ mới 20 tuổi, nhưng Trà Mi luôn thể hiện được một sự tự tin, bản lĩnh, lối đánh khôn ngoan, chạy chỗ thông minh khi thi đấu trên sân. Tại trạng 2 Civil League 2024, cô đã được huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhiều lần trao cơ hội vào sân và Trà Mi cũng đã chia sẻ nhiệm vụ ghi điểm trên hàng công cùng những đàn chị như là Bích Tuyền, Như Quỳnh hay là Phạm Thị Hiền. Và VTV Cup 2024 sẽ diễn ra trên sân nhà Cùng với sự cổ vũ của khán giả nhà, Chami sẽ có thêm cơ hội để thi đấu cọ sát tích lũy chuyên môn, thể hiện được bản thân sau thời gian dài được khoác áo đội tuyển quốc gia. Đó là ba cái tên mà mình kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong giải vô địch bóng chuyển nữ Cúp Quốc tế VTV Cup 2024 được tổ chức tại Ninh Bình. Và bạn, bạn nghĩ rằng ngoài ba cầu thủ trên, cầu thủ nào sẽ tỏa sáng thì hãy đưa ra quan điểm của mình dưới phần bình luận video này nhé.